Da trở nên đẹp, trắng mịn màng chỉ nhờ hỗn hợp từ trái bơ. Mùa bơ đang đến rồi, bơ là loại trái cây được ưa chuộng cho ẩm thực mà còn là nguyên liệu cho các cách làm đẹp da bằng bơ rất phổ biến. Trong bơ có chứa nhiều vitamin E, A, D, nhất là vitamin E nên bơ được coi là loại quả luôn được ưu ái dùng cho các sản phẩm có công thức làm đẹp. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi bạn vừa có thể thưởng thức một ly bơ, mùi vị ấn tượng mà lại còn có thể tận dụng chúng để có được cách làm đẹp da mặt bằng bơ nhiều người ưa chuộng. Nếu bạn đã từng dùng bơ để làm đẹp thì hãy xem cách chia sẻ về bơ dưới đây có giống với cách bạn thường làm hay không nhé. Hoặc nếu bạn như chưa bao giờ làm đẹp với bơ thì cũng có thể tham khảo để coi như có thêm kiến thức về việc chăm sóc da mặt của chính mình. Cách làm đẹp da mặt bằng bơ mà ai cũng có thể áp dụng. Nguyên liệu gồm có một muỗng nước ép chanh, một nửa trái bơ, một lòng trắng trứng, trộn tất cả với nhau tạo thành một hỗn hợp đắp mặt nạ hoàn hảo cho da bạn. Sử dụng mặt nạ trong khoảng từ 15 đến 20 phút, sau đó làm sạch da lại với nước ấm. Sau khi lau khô mặt, đừng quên bước sử dụng toner và dưỡng ẩm cho da. Đây là loại mặt nạ tuyệt vời với tất cả các loại da, bao gồm cả da dầu. Mặc dù công thức chứa nhiều dưỡng chất dưỡng ẩm có thể khiến cho các bạn lo lắng, tuy nhiên nó sẽ giúp làn da nhận đủ dưỡng chất, không cần phải sản xuất thêm dầu nữa. Kết hợp bơ, trứng và chanh để có thêm một loại mặt nạ căng da hấp dẫn. Cách làm này rất đơn giản, chỉ cần 2 tuần mỗi lần là bạn có thể tự tin với làn da tươi mới hơn rồi. Ngoài việc làm mặt nạ tốt cho da, còn có một đặc điểm nữa trên khuôn mặt mà bạn không thể quên về việc chăm sóc chúng, đó chính là đôi mắt. Nếu đôi mắt bạn bị sưng, bạn có thể dùng bơ để thoát khỏi tình trạng này. Công thức thì rất dễ làm và hiệu quả thì lại vô cùng ấn tượng. Tất cả công việc bạn cần làm là đặt một lát bơ mỏng ở phía dưới mắt và thư giãn từ 15 đến 20 phút. Sau đó bỏ đi, rửa mặt lại và tận hưởng kết quả. Cách làm đẹp da mặt bằng bơ là một trong số những công thức chăm sóc da ở nhà rất hiệu quả. Hãy thử nghiệm và kiểm chứng kết quả, biết đâu da bạn sẽ rất hợp với cả loại quả nhiều dinh dưỡng này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn thành công!